Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đêm qua bão số 1 có tên quốc tế là Mirine đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 13, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Và sáng ngày hôm nay, sau khi đi vào khu vực đồng bằng Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới đã nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp. Điều đáng lưu ý là hiện nay chính là tình hình mưa lũ sau bão, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa lớn với lượng phổ biến từ 50 đến 150 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như tại Chi Nê Hòa Bình 220 mm, Ninh Bình 210 mm, Thái Bình 200 mm, Tam Đảo 180 mm và Nam Định 160 mm. Trong đêm nay và ngày mai, mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa rông trên diện rộng cho các tỉnh thành phía Bắc. Tầm mưa lớn sẽ dịch chuyển đến các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và vùng núi phía Bắc, còn lại khu vực Nam Đồng Bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, mưa sẽ giảm dần về lượng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi lên trên 300 mm. Với lượng mưa lớn như thế này, trong 24 giờ tới, trên sông Hồng, sông Thái Bình, sông Hoàng Long và sông Bưởi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Đặc biệt trong đợt lũ này, mực nước sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Đáy tại Phủ Lý có khả năng lên trên mức báo động 1, các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3. Bên cạnh đó là nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên nhiều khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình và Bắc Thanh Hóa, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1 đến cấp 2.